Em xin chào các bác em ở bên lương âm thanh, lương audio, số điện thoại của bên em là 0988646683. Thì thưa các bác đây là một cái video mà test hàng trước khi mà gửi đi cho khách hàng. À, thì cái đơn hàng hôm nay là gửi cho anh Nguyễn Văn Đức ở bên Thường Tín Hà Nội. Thì anh ấy có đặt à, ở bên em là một cái đầu ở đây thì cụ thể nhà là, là anh ấy đã gửi về bên em là một cái đầu chọn bài karaoke của hãng việt ktv và cái đầu này bác ấy gửi về bên em là cái đầu đời rất là cũ rồi bác ấy mua từ rất lâu rồi à, gửi về bên em để nâng cấp lên cái hệ thống đời mới nhất cao cấp nhất À, thì thưa các bác là vấn đề mà tại sao là chúng ta lại phải nâng cấp có nghĩa là khi mà các bác đang sử dụng những cái hệ thống mà những cái đầu chọn bài à, mua từ rất lâu rồi và rõ ràng mua từ rất lâu rồi cái công nghệ ngày trước ý, thì nó sẽ không có những cái à, à, chế độ đời mới như bây giờ như là chọn bài ở trên điện thoại di động và đặc biệt là cái chế độ là hát online trực tiếp ở trên mạng thì những cái mên mạch những cái đầu đời cũ là nó không có cái tính năng đó thì đối với những cái xu hướng của karaoke hiện đại bây giờ thì khách hàng yêu cầu là những cái hệ thống là phải có cái chức năng là online để hát trực tiếp ở trên mạng qua cái kênh YouTube này này. Qua cái kênh YouTube này này thì để cái số lượng bài hát nó nhiều, nó phong phú để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Thì đối với những cái đầu đời cũ là không không để thể đáp ứng được cái đó thì lúc đó chúng ta lại nghĩ đến vấn đề nâng cấp. Nâng cấp là có nghĩa là các bác sẽ vẫn tận dụng lại cái đầu cũ và tận dụng lại cái ổ cứng và tận dụng lại cái mên nguồn cụ thể đây là cái đầu của bác khách các bác nhá thì khi mà nâng cấp thì em sẽ tận dụng nó các bác cái ổ cứng ở bên trong để chứa dữ liệu về hát này tận dụng cái mên nguồn điện để, để cung cấp nguồn điện cho ổ cứng cũng như là mên mạch và em chỉ thay thế nó là thay thế cái mên mạch ở đây các bác thấy là cái mên mạch là đã bên mên mạch đời mới nhất bây giờ là mên mạch smart k đã được thay vào đây à thì các bác sẽ thấy quan sát ở đây là có một thùng những cái mên mạch đời cũ thùng những cái mên mạch đời cũ thì khi mà khách hàng gửi về bên em ấy thì những cái mên mạch này thì bên em sẽ tháo và vứt bỏ đi các bác sẽ nhìn đến một cái thùng mạch rất là dày và rất là nhiều cái mên mạch này đấy khách hàng gửi bên em thì khi mà gửi về bên em thì thứ nhất là ở trong cái đầu ấy thì nó sẽ có cái phần mên mạch ở đây cái mên mạch là mên mạch theo đầu các bác nhé thì em sẽ tháo vứt bỏ cái mên mạch đi đi và kèm theo cái mên mạch là đó là cái phần chặn mên này cũng được tháo bỏ vứt đi sau đó thì em sẽ thay vào đó là cái mên mạch đời mới nhất bây giờ hiện đại nhất bây giờ à, và được bảo hành là 15 tháng cho các bác và kèm theo cái mên mạch đó là cái phần chặn mên ở phần phía sau bằng ilock ở đây Đấy ạ các bác thấy ạ ở phần ilog ở đây và trên cái bên mạch này thì hiện giờ với thương hiệu smartca thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn một là các bác sẽ sử dụng cái bên mạch là màu màu xanh này cái bên mạch đời cao nhất là bên mạch là chạy được hai ổ cứng chúng ta sẽ có hai chân cắm ổ cứng đây các bác sẽ nhìn thấy có một chân này đây một chân nấm ổ cứng và đây nó sẽ có một cái chân nữa để chờ ổ cứng như trong trường hợp mà các bác muốn tận dụng nhiều những cái ổ cứng thì các chúng ta sẽ lắp được hai cái ổ cứng ở bên trong này đấy và chúng ta sẽ lắp thêm là những cái ổ cứng ở bên phía ngoài qua cái cổng usb như này đó thì tăng cái dung lượng ổ cứng lên à, cái nữa là trên cái bên này thì à, à, nó sẽ xuất ra cái đường hình đường hình là đường hình hdmi và đường hình là đường hình video có nghĩa là chúng ta sẽ có hai đường hình à, còn cái bên thứ hai là nó sẽ chạy được một ổ cứng và nó chỉ xuất ra cái đường hình hdmi thôi đấy là có hai loại bên mạch Đấy, thì những cái bác nào mà kinh doanh phòng hát mà muốn sử dụng nhiều TV thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là chúng ta sẽ sử dụng cái bên này thì nó sẽ xuất ra là hai loại đường hình. Thứ nhất là đường hình HDMI, hai là đường hình video. Đấy. và cũng trong cái phương án là những cái bác mà sử dụng vẫn là phòng hát karaoke mà các bác muốn sử dụng nhiều đường hình nhưng mà đường hình mà chất lượng cao thì các bác cũng có thể là sử dụng cái mên mà chỉ ra một đường hình HDMI thôi và các bác mua thêm cái bộ mà chia HDMI là một đường HDMI nó ra nhiều đường HDMI để các bác sử dụng nhiều tivi theo cái chuẩn HDMI thì hình ảnh nó sắc nét hơn và trên cái mên xanh này cái mên này thì với đằng sau đây thì các bác em giới thiệu cho cô sơ qua cho các bác đường tiếng thì chúng ta sẽ có bốn loại đường tiếng khác nhau thứ nhất là chúng ta sẽ có đường tiếng đường cổng quang học này là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng đây các bác sẽ nhìn thấy cái ánh sáng màu đỏ ở trong cái cổng này là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng thì các bác sẽ sử dụng cái dây quang như này để lấy đường tiếng ở đây ra đấy là đường tiếng mà cao cấp nhất hiện đại nhất bây giờ tiếp đến là cái đường tiếng đường trắng đỏ này là đường tiếng bình thường nhất là đường tiếng đường hoa sen ở tiếp đến là chúng ta sẽ có đường tiếng qua cổng hdmi đấy có rất nhiều sự lựa chọn về đường tiếng và tiếp tiếp đến là đường hình thì có, cái trên cái bên này thì em nhắc lại là nó sẽ có đường hình đường video ta có cái, cái cổng màu vàng này đây là đường hình đường hdmi à, tiếp đến là đường mạng internet thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn một là các bác sẽ cắm trực tiếp dây mạng internet vào đây để các vào mạng à, hai nữa là các bác có thể là bắt wifi bắt wifi và tiếp đến là chúng ta sẽ có ba cổng uh, usb chúng ta sẽ có một cổng usb màu xanh ở đây là cổng usb 3.0 với tốc độ truy xuất dữ liệu rất là nhanh và đây là hai cái cổng usb 2.0 ó đây là đường nguồn vào, ở à, đây là cái quạt làm mát, đây là cái phần nguồn này là tận dụng cái đầu cũ và ổ cứng này là tận dụng cái đầu cũ mà chúng ta chỉ thay vào nó là cái bên mới cứng. thì với cái chi phí nâng cấp như này thì chúng ta vẫn tận dụng là, là những cái hệ thống cũ thì chúng ta sẽ bỏ ra cái chi phí là thấp nhất nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra một cái hiệu quả làm việc là ok nhất hiện đại nhất bây giờ và trên cái main này cả kể cái việc mà các bác không cần ổ cứng các bác vứt bỏ ổ cứng đi thì cái main này nó vẫn chạy ở cái chế độ online bình thường không cần ổ cứng rất là hay và khi mà cái main này nó kết nối được với cả màn hình cảm ứng thì nó lên cái giao diện này và đặc biệt nữa là cái main smart car thì nó sẽ kết nối được với tất cả những cái màn hình cảm ứng có mặt ở trên thị trường gần như là 100% Đấy, các bác không cần quan tâm đây là cái hãng gì, màn hình của hãng gì thì các bác đều lắp được với cả cái main smart này. Có nghĩa là khi mà trong cái quá trình sử dụng thì các bác bị hỏng màn hình thì các bác lấy bất kỳ một cái màn hình cảm ứng nào các bác lắp vào đều ok. Và cái nữa là trên cái hệ thống smart ca là các cả các bác không cần đến màn hình cảm ứng các bác có thể là giao tiếp được với điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để các bác chọn ở trên cái hệ thống mà smart ca này. À, thì thưa các bác đầu tiên là khi mà các bác cắm vào bất kỳ một cái màn hình cảm ứng nào thì nó lên cái giao diện như này thì trên cái giao diện như này nó sẽ có ba cái mục chính cái mục thứ nhất là mục karaoke cái mục này là những cái bài hát mà có trong ổ cứng này Đấy thì là cái bài hát ở trong ổ cứng này ta các bác chỉ việc cung cấp cái điện nguồn cho cái hệ thống là chúng ta có thể là sử dụng được ngay. Đó, đấy là phần mục karaoke. Tiếp đến hai cái mục này là mục mà YouTube là cái mục quan trọng nhất mà cần thiết nhất trong cái lĩnh vực karaoke hiện đại bây giờ. Và các bác lưu ý đặc biệt của em là YouTube ở trên cái hệ thống mà Smart Car ấy, ở trên cái main Smart Car này nó khác biệt hoàn toàn với những cái YouTube tích hợp trên TV thông minh hoặc là trên điện thoại di động và trên những cái hệ thống mà đầu màn của một số hãng khác thì vì YouTube ở trên cái hệ thống mà Smartca là YouTube dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp nó có một cái công tắc màu xanh như này lên khi mà các bác muốn sử dụng cái chế độ karaoke chuyên nghiệp các bác sẽ bật cái cái, cái công tắc này lên và chúng cái bài hát chúng ta tìm kiếm là chúng ta chỉ cần gõ tắt tên bài hát thôi ví dụ em chọn bài Huế tình yêu của tôi này Huế tình yêu của tôi thì em chỉ cần gõ tắt chữ cái thôi thay vì là chúng ta phải gõ cả tên bài hát ra nó rất là lâu rất là mất thời gian thì chúng ta chỉ cần gõ tắt thôi và cái tốc độ tìm kiếm ở trên cái hệ thống mà thì nó rất là nhanh các bác thấy em vừa rời tay khỏi cái nút tìm kiếm thì nó ngay tìm kiếm ngay được cái à, bài huế tình yêu của tôi trên mạng và rõ ràng ở đây là hát ở trên mạng thành ra cái dữ liệu nó rất là nhiều cùng một cái bài hát huế tình yêu của tôi nhưng mà ra rất là nhiều sự lựa chọn đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của bác khi mà các bác hát karaoke à, cái nữa là đây là cái chế độ thứ ba là chế độ nghe nhạc là những cái bài hát hay nhất hot nhất thì nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này đấy và cái mục karaoke này là những cái bài hát đã có trong biểu cứng thì nó sẽ nhiều hay ít nó tùy thuộc cái dung lượng ổ cứng các bác tận dụng lại các bác nhé và tiếp đến là cái chức năng là chọn bài trên điện thoại di động thì trên cái hệ thống của smartca nó cái tính năng là chọn bài trên điện thoại di động hãy cầm hộ điện thoại ở trên điện thoại này thì ví dụ như là các bác có máy tính bảng hoặc là điện thoại di động thì các bác sẽ cài cái ứng dụng chọn bài lên và trên điện này thì các bác sẽ có chọn bài đây ví dụ ở đây các bác sẽ thấy là em sẽ điều khiển cái hệ thống này từ xa các bác nhé đây em sẽ ấn qua bài này đây ấn qua bài đây à, xin lỗi các bác là một số những cái bài hát nó có phần bản quyền thành ra em sẽ cho phần âm lượng về không ở à, đây các bác sẽ thấy là em sẽ chọn một cái bài hát này và các bác sẽ thấy là trên hệ thống của chúng ta trên TV của chúng ta nó sẽ chạy bài hát đúng không và đây em sẽ chọn tiếp bài này có nghĩa là các bác sẽ sử dụng ngay cái điện thoại để điều khiển cái hệ thống này. Chúng tôi em qua bài các bác sẽ nhìn trên tivi nhá, em ấn qua bài này. Đấy, các bác sẽ nhìn là trên hệ thống nó sẽ qua bài. Ở đây toàn bộ ngôn ngữ tiếng Việt các bác có thể tua bài, lấy bài và chọn bài theo thể loại theo ca sĩ tùy các bác. Ở đây thì các bác có thể là thêm một phần giải trí là các bác sẽ ấn vào hình cái bút này. Và đây các bác sẽ gửi cái chữ lên. Ví dụ là các bác muốn gửi một cái dòng tin nhắn gì đó lên trên tivi thì các bác sẽ ấn vào đây. Ở đây em sẽ ấn ví dụ thử cho các bác thôi. Em ấn ví dụ này. Và các bác sẽ nhìn ở trên giữa màn hình tivi là vừa rồi là những cái chữ cái mà chúng ta vừa ấy. Có nghĩa là các bác có thể là sử dụng điện thoại là các bác soạn một cái tin nhắn và các bác sẽ nhắn lên trên tivi mà mọi người đang hát karaoke đang nhìn trên tivi và mọi người sẽ tìm nhìn thấy cái thông điệp của các bác hoặc là các bác cũng có thể là sử dụng cái điện thoại này để gửi hình ảnh à, hình ảnh ở đây thì các bác có thể là sử dụng điện thoại để chụp một cái hình ảnh trực tiếp và các bác đưa lên trên màn hình TV. ở đây em sẽ chụp luôn và em sẽ đưa lên trên tivi này đây và các bác sẽ thấy là trên cái hình ảnh mà chúng ta vừa uh, truyền lên thì nó sẽ hiện lên trên tivi hoặc là các bác cũng có thể là vào cái kho ảnh các bác sẽ vào phần uh, hình ảnh này các bác sẽ vào cái phần uh, bộ sưu tập ở trên điện thoại thì các bác có thể là gửi những cái nội dung ở trên để ví dụ em gửi một cái bát này <laughs> đồ ăn này chẳng hạn lên trên tivi thì các bác sẽ thấy ngay ở trên màn hình tivi là nó sẽ có một cái bát đồ ăn chúng ta vừa gửi lên có nghĩa là các bác chụp ảnh và đưa lên hoặc là các bác có thể là chọn những cái hình ảnh mà có sẵn ở trong điện thoại để các bác đưa lên để chia sẻ cái hình ảnh đấy cho mọi người xem đấy rất là hay và cái nữa là trên cái hệ thống này không ngừng ở cái việc như vậy mà nó còn là một cái hệ thống mà giải trí đa phương tiện các bác có thể là xem chương trình truyền hình đây các bác sẽ ấn vào phần hôm hôn này các bác ấn ra những màn hình các bác ấn vào hình cái người máy đây thì ở trên đây thì em đã cài cho các bác là một số những cái ứng dụng các bác muốn cài cái ứng dụng gì thì các bác sẽ cài lên à, các bác muốn cài cái ứng dụng gì thì các bác sẽ vào kho ứng dụng thì các bác cài lên các bác ở đây là hệ điều hành android các bác có thể là cài zalo facebook lướt web đặc biệt là các bác có thể là xem chương trình truyền hình ca cộng này xem chương trình truyền hình vtv này đặc biệt nữa là các bác có thể là xem phim 3 d các bác có thể là À, lấy cái ổ cứng à, Các bác có những cái ổ cứng cắm ngoài như này Giao tiếp qua cổng USB Các bác cắm ở đây Hoặc là các bác có những cái USB à, Các bác sẽ đi lạp những cái phim uh, chiếu dạp Những cái phim 3D Hoặc là những cái nhạc lốt led Để các bác đọc ở trên những cái hệ thống này Cắm vào cổng USB cái Chúng ta có thể là giao tiếp ở trên hệ thống này à, Rất là hay À, những cái video như vậy thì em đã làm rất là nhiều rồi và em uh, trong cái video này xin lỗi các bác là đây có bác grab này đang, đang, à, đang chờ để vận chuyển cái đơn hàng này đây để gửi cho khách hàng thành ra là em chỉ giới thiệu sơ qua thôi còn các bác muốn biết sâu hơn biết kỹ hơn thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi những cái video trước kia của bên em thì có rất nhiều những cái video giới thiệu rất sâu rất kỹ rất chi tiết về những cái dòng sản phẩm này thì em nhắc lại là ngoài cái lĩnh vực karaoke thì trên cái hệ thống mà sân smart này các bác có thể là lướt web vào facebook vào zalo À, xem truyền hình truyền hình trực tuyến hoặc là xem lại những cái chương trình truyền hình đã phát sóng mà các bác bỏ lỡ không xem lại được à, không xem được thì các bác có thể là xem lại trên cái hệ thống của smartka hoặc là các bác có thể là xem chương trình truyền hình ca cộng là chương trình truyền hình trả phí vip nhất tại thị trường Việt Nam thì trên hệ thống này các bác có thể xem được và hơn nữa là các bác có thể là biến những cái phòng hát của các bác thành những cái phòng chiếu phim chuyên nghiệp phòng nghe nhạc chuyên nghiệp bằng cách là các bác sẽ em lấy những cái ổ cứng những cái thiết bị mà lưu trữ số các bác đi mua những cái phim 3D phim chiếu dạp mà mua những cái nhạc lốt led và các bác sẽ cắm vào cổng USB ở trên cái bên này và chúng ta sẽ đọc được những cái dữ liệu số đó qua cái hệ thống mà của Smart rất nhiều bác đã mê âm nhạc và bỏ rất nhiều tiền ra mua những cái đầu đĩa CD hoặc là những cái đầu giải mã số để nghe nhạc lốt led là cái nhạc lốt led là cái nhạc cao cấp nhất thế giới và những cái nhạc lốt led là cần những cái hệ thống mà cao cấp thì mới đọc được nhạc lốt led Thì ngay trên cái hệ thống này chúng ta sẽ đọc được cái nhạc lốt led Là cái nhạc cao cấp nhất trên, trên thế giới bây giờ Ấy, cực kỳ là tuyệt vời và trên hệ thống này thì nó còn vô vàn những cái tính năng đó à, các bác muốn quan tâm sâu hơn quan tâm kỹ hơn thì các bác sẽ ấn đăng ký Kênh cũng như là theo dõi video ở bên em à, và em xin đóng cái video tại đây và nhắc lại đây là một cái video mà nâng cấp những cái hệ thống mà đầu đời cũ lên cái mên đời mới nhất cao cấp nhất hát online và xem những cái chương trình giải trí khác nữa à, và à, lưu ý các bác là không những cái đầu việc KTV và bất kỳ một cái đầu à, karaoke của bất kỳ một cái hãng nào thì đều nâng cấp được lên cái main Smart và nó sẽ chạy được tương thích được với tất cả những cái màn hình cảm ứng các bác nhé À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và em xin ngừng cái à, video tại đây. Và em nhắc lại là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Các bác thấy đây là những cái dòng mà cục đẩy công suất hai kênh, ba kênh, bốn kênh này. Ở à đây là những cái đơn hàng mà hôm nay bên em đang à, chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho khách hàng đây. Những cái đơn hàng đang chuẩn bị sẵn để gửi đi cho khách hàng. Và đây là những cái dòng cục đẩy này. À, đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn này, những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài của những cái nhiều những cái hãng khác nhau. Ở đây cũng vậy là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài. Ở đây là cũng là là vang cơ, vang số mic không dây, là loa rồi lại dòng loa full, loa súp rồi. À, đằng xa kia là những cái hệ thống mà à, bàn mixer rồi những cái hệ thống mà màn chọn bài. À, loa full ở đây, loa súp đây, súp kép cũng có các bác nhé và ở đây thì kho hàng ở bên em ngoài này thì còn có rất nhiều hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke nữa. À, các bác quan tâm thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và hôm nay trong cái video là em đề cập đến cái vấn đề là nâng cấp thì nâng cấp thì chi phí ở đây là với cái main của smart Car thì có hai dạng, một dạng chi phí là 5 triệu, một dạng thứ hai là chi phí là 5 triệu rưỡi. đấy là tại thời điểm hiện tại. À, còn cái giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian. mà các bác muốn mà có cái giá tốt nhất, giá hợp lý nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên, bên em, thì bên em sẽ có cái giá thành cụ thể nhất, hợp lý nhất cho các bác. À, cảm ơn các bác đã theo dõi video và trong cái quá trình mà theo dõi video thì ở phần phía dưới video có cái nút đăng ký kênh màu đỏ và cái phần chia sẻ video các bác sẽ nhớ ấn vào nút đăng ký và ấn vào phần chia sẻ cái việc đăng ký kênh cũng như chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như chia sẻ thì phần nào các bác đã ủng hộ kênh của em các bác đã giúp đỡ em thì em rất là cảm ơn các bác và em xin chào các bác